Em giỏi quá. Để em làm cho. Nhà trước đi. Đã lâu anh không đàn cho em nghe đấy. Quyên à, em đi tắm đi, cho cô bác phải chờ. Em có chuyện này hay lắm nha. Chuyện gì đó em? Lát nữa em mới nói cơ. Trời ơi, cho cháu đi chơi. Pin. Mai nha. Mai rồi chú cho cháu đi. Dân à, cháu đi chơi nha. Đúng đêm nay McNamara sẽ qua cầu. Nó mới tăng thêm 2 tiểu đội canh gác nữa. Tối đi nghe. Lời đi nghe.
Anh ạ, em mua 2 vé đi xem chiếu bóng. Tối nay anh đi với em nhé. Quyên à, bữa nay anh mắc chút việc. Vậy là phim của chúng nó, coi làm chi em? Làm thế nào để Quyên hiểu anh lúc này? Cái nhẫn nó cồn cồn, vướng quá. Sao anh bảo cuộc ngón tay mới rời nhẫn của em cơ mà? Quyên đừng nghĩ oan cho anh. Anh nói thiệt đó. Thôi, anh bận thì anh cứ đi đi. Anh đang chữa cái máy phức tạp quá. Sáng mai xong việc, chúng mình sẽ lại mặt thăm cô bác. Em muốn đi đâu anh cũng chịu. Quyên, anh bị bắt. Ngăn nắp đẹp đẽ gớm, mới cưới vợ sung sướng thêm còn làm loạn. Đừng mắng đồ liêm. Quần áo mới, vợ trẻ, hạnh phúc thế mày còn muốn gì? Đêm qua tao đã trả lời bọn mày mấy lần rồi.
Muốn gì vậy? Muốn giết hết bọn Mỹ cướp nước, muốn miền Nam được giải phóng. Ai xui mày giật cầu công lý để mưu sát ngài bộ trưởng quốc phòng Mỹ? Tao đã nói rồi, chính tao đã tổ chức việc giết thằng chó đẻ đó. Ngoài ra không còn ai khác. Cô biết chất nổ đâu không? Tôi không biết. Căn buồng này sẽ là phòng hạnh phúc của vợ chồng cô. Nếu cô khai ở đâu dấu chất nổ, bằng không tôi sẽ đánh chết chồng cô tại đây. Không, tôi không biết. Căn buồng này sẽ là nơi tra tấn mày đến chết. Nếu mày không khai nơi giấu chất nổ. Tao không biết chất nổ đâu hết. Chất nổ đâu? Chất nổ đâu? Tỏ mày chất nổ đâu? Ừ. Đến nơi nào có bọn Mỹ ở mà tìm, sẽ thấy. Đi! Cho đi! Quyền, Quân em ra! Ra! Anh trời ơi! Quân ra! Ra! Thôi, liệu mày lấy chồng số đi của em? Tôi thằng này đang chết lắm rồi! Anh trời ơi! Trời ơi! Anh trời ơi! Anh trời ơi! Tôi đến đây chỉ có vài cách, cho anh chị mau chóng trở về đoàn tụ. Tôi rất ái ngại khi thấy anh chị cưới nhau mới được có 19 ngày. Ngăn ngủi quá. Tôi rất quý cái tánh khí khái của anh. Hồi trẻ tôi cũng bồng bột theo đuổi lý tưởng. Sao mới biết đó chẳng qua chỉ là lý thuyết, hão huyền thôi. Anh nên nghĩ đến hạnh phúc. Thương lấy người vợ trẻ và đẹp của anh. Đừng cưới người ta rồi để mặc đời người ta dở dang. Còn bọn Mỹ thì không ai có hạnh phúc cả. Anh có biết tội anh rất nặng không? Anh đã dám mưu sát một nhà lãnh đạo cao cấp bậc nhất của quê kỳ. Biết được giết một tên trùm đế quốc Mỹ nên tôi rất phấn khởi, dù có phải hy sinh tánh mạng cũng vui lòng. Anh nên suy nghĩ kỹ đi. Nếu anh cứ như vậy thì vợ anh sẽ ngồi tù suốt đời.
Tôi biết. Trong vụ này anh không phải là thủ phạm. Chỉ cần anh nhận một chút, lập được hồ sơ, tha ngay. Thả con Nguyên ra, cho theo dõi. Thầy cho hỏi thăm anh Nguyễn Văn Trỗi. Kê đợi. Anh ba ơi, anh ba. Anh chết rồi, anh chết rồi. Bắt con cái đống người này đi. Dẹp, dẹp. Cứ bảo con gái của bà chào cờ lấy một lần thôi, công nhận cộng sản là bọn khủng bố là được tha ngay.
Tội gì mà 4-5 năm nay cứ chạy hết nhà giam này đến nhà giam khác nuôi cô ấy cho nó khổ. Tôi sanh ra nó, tôi chỉ biết nuôi nó thôi. Còn nó có chào cờ của các ông hay không, nó cộng sản tốt hay xấu, tùy ở nó, tôi không bắt buộc nó nổi. Chồng tôi bị giam ở đây, chốc nữa gặp ông, gặp mẹ, làm ơn cho tôi nhìn chồng tôi lâu lâu một chút. Kẹp, kẹp mai đây, tôi lại phải trở về Huế rồi. Hãy subscribe.
Không cần, tôi đi được. Anh trỗi. Ừ, anh trỗi đã về. Ôi, kết quả chính sách mềm dẻo của ngài là như vậy. Ông chủ sự là thối chí rồi. Đối với người Mỹ chúng tôi, cứng như hạt nhân nguyên tử cũng phải bể. Cái quan trọng là bên ngoài đang có một phong trào lớn chống lại chúng ta vì thằng thợ điện này. Ông hiểu chứ? Giết, xẹp hết. Con người trước cái chết ai mà không run sợ. Còn cái gì, thằng gì cổng sắp chết hả? Anh còn trẻ, vợ anh còn xuân lắm, không lo hạnh phúc gia đình thì nghe theo lời vợ cổng xúi dục làm việc bậy bạ. Giết Mỹ mà bậy bạ, tôi thấy tôi làm rất đúng. Làm gì mà đúng à? Nghe chúng nó xúi dục tù đó. Không ai xúi dục tôi cả.
đã rõ ràng rồi. Lợi đâu không thấy, chỉ thấy vào tù. Bây giờ ra tòa mà nhận lấy cái chết. Tôi nói với các người, tôi tìm giết bọn cướp nước thì dù có phải thương tật hay hy sinh cũng được. Tôi không thể sống như bọn tay sai, mong yên thân để làm hại đồng bào. Nói sai hả? Nợ bọn này có khổ đâu, tiền tha hậu xài, vợ con sung sướng. Sống như các người tôi không thể nào sống nổi, sống như thế thà chết còn hơn. Chết đến nơi mà vẫn còn vướng. Nè, cái chân này nè, gãy cũng chỉ vì nghe theo lời Việt Cộng nó xúi giục, phải không? Các người thật là đáng ghê tởm. Theo luật 1059, tòa án dùng chứng thuật 2 tuyên án tử hình tội phạm Nguyễn Văn Trỗi. Tôi không có tội. Kẻ có tội là bọn Mỹ cướp nước và lũ bán nước là các người. Giặc Mỹ đã xâm lược nước tôi. Chính thằng McNamara đã làm ra kế hoạch để chiếm dần miền Nam Việt Nam. Chính nó đã cho quân lính Mỹ tàn sát hết dã man đồng bào tôi. Chính nó đã cho máy bay trút bom đạn rải chất độc hóa học tàn phá làng xóm quê hương tôi. Tôi yêu quý vô cùng Tổ quốc Việt Nam. Tôi chống Mỹ. Tôi không thể để cho bọn Mỹ dày xéo lên đất nước tôi. Anh có biết tin về Venezuela không? Nếu anh biết khắp nơi đang nổi dậy chống Mỹ thì anh vui sướng biết chừng nào. Anh yêu quý, anh sẽ sống, anh sẽ được tiếp tục chiến đấu. Em lại được sống mãi bên anh. Chào thầy. Thầy cho tôi vào thăm anh Nguyễn Văn Trỗi. Hôm nay trong khám đón khách đặc biệt, không cho ai vô thăm. Thế thầy làm ơn cho tôi gửi cái lãng quà này vậy. Không được. Chiều vô. Thank you.
Đi. Anh Sáu, anh làm ơn đưa thư này cho vợ tôi. Tôi gửi cho anh lời. Lựa dừa chứ không thì chua trái cây của người ta. Mua thì phải lựa chứ. Trời ơi, chú sắp giết chồng cô rồi, sao cô lại quay ra? Không phải đâu, báo đang hoãn rồi. Người ta bảo chiều nay còn mang quà vào cho anh cơ mà. Cô lầm rồi, không phải đâu. Chúng nói lật lọng đó, chúng sắp đem giết ảnh rồi. Sao cô giết chồng cô? Tôi vì đau đớn cho cảnh đất nước bị dày xéo nên tôi chống Mỹ. Tôi chống đế quốc Mỹ đã xâm lược miền Nam Việt Nam, đem bao đau thương tan tóc cho đồng bào tôi. Cầu Chúa tha tội cho. Không cần. Kẻ có tội chính là đế quốc Mỹ. Tôi rất tiếc đã sớm sa vào tay giặc, không còn được tiếp tục chiến đấu để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, thực hiện lý tưởng của đời tôi. Tôi muốn sống và chiến đấu như một người cộng sản. Hãy để tôi nhìn lần cuối cùng mảnh đất thân yêu của tôi. Không được giết chồng tôi! Con giết tôi! Con sẽ không! Hãy nhớ lấy lời tôi. Đã đạo đế quốc Mỹ, đã đạo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh mỗi năm, Hồ Chí Minh mỗi năm, Hồ Chí Minh mỗi năm, Việt Nam mỗi năm. Nếu phải xa anh thì dù trong hoàn cảnh nào em cũng không sợ chúng nó. Em ráng tìm mọi cách tham gia hoạt động cách mạng như các anh các chị trong tù đã dạy dỗ hướng dẫn em.